Truyền thông phòng khám cha từ gửi thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay thứ Sáu, ngày 10 tháng 5 năm 2024, Thành Võ đang có mặt tại phòng khám cha từ gửi thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, hôm nay một đoàn từ thiện gồm các lương y, thầy thuốc đến từ Hà Nội và Hưng Yên đã đến thăm, giao lưu và trao đổi kinh nghiệm về các hoạt động hỗ trợ khám chữa bệnh cho bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối tại phòng khám cha từ yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Thầy thuốc Nguyễn Tấn Thanh, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn cha từ yêu thương cho không, đại diện phòng khám yêu thương đã tiếp đoàn. Chuyến thăm diễn ra trong bầu không khí ấm áp và chan hòa tình yêu thương. Các thành viên trong đoàn đã dành thời gian trò chuyện, thăm hỏi và động viên tinh thần các bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối đang hỗ trợ điều trị tại phòng khám. Đồng thời, họ chia sẻ những kinh nghiệm quý báu về công tác hỗ trợ y tế cho bệnh nhân ung thư, đặc biệt là những bệnh nhân ở giai đoạn cuối của căn bệnh. Thầy thuốc Nguyễn Tấn Thanh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với đoàn từ thiện đã đến thăm và chia sẻ những kinh nghiệm quý báu với phòng khám cha từ yêu thương cho không và các thầy đã hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Ông khẳng định phòng khám sẽ tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ y tế cho bệnh nhân ung thư, góp phần mang lại niềm hy vọng và sự sống cho những người bệnh. Chuyến thăm của đoàn từ thiện là một hoạt động ý nghĩa, thể hiện tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm của cộng đồng đối với những người bệnh ung thư. Hy vọng rằng những chia sẻ và kinh nghiệm quý báu của đoàn sẽ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cho bệnh nhân ung thư, giúp họ có thêm niềm tin và nghị lực để chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo. Xin được kính chào toàn thể quý bệnh nhân và người nuôi nha. Thì hôm nay phòng khám của chúng ta vui mừng hân hoan chào đón đoàn quý thầy thuốc, quý lương y từ Hà Nội đến đây để ghé thăm phòng khám của chúng ta. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay dành cho quý thầy thuốc ở Hà Nội. Mục đích của đoàn quý thầy thuốc ở Hà Nội tới đây nhằm mục đích là để giao lưu, trao đổi, học hỏi và chia sẻ phương pháp hỗ trợ điều trị bằng y học cổ truyền dành cho quý bệnh nhân. Thì qua đó cũng như là một sự giao lưu cùng với phòng khám của chúng ta, mong muốn làm sao là mang đến cho tất cả quý bệnh nhân một cái cơ hội, một cái phương pháp điều trị tốt nhất kết hợp với cha Phêrô Nguyễn Văn Tường, phương pháp của cha, để làm sao cho cái phương pháp của mình mỗi ngày nó được nâng cao hơn, nó được tốt đẹp hơn, để làm tăng cái cơ hội, tăng cái phương pháp điều trị cho quý bệnh nhân ở đây. Đó là cái mong mỏi lớn nhất của quý thầy thuốc ở đây đã tận tâm từ Hà Nội vào tới quê hương Trà Vinh giúp đỡ cho quý thầy thuốc ở đây và quý bệnh nhân. Bây giờ thầy Thanh xin được giới thiệu thành phần tham dự bữa nay. Xin được trân trọng giới thiệu thầy Trịnh Phúc Hải là lương y chuyên ngành y sĩ học cổ truyền, chủ phòng khám Phúc Hải Đường ở Hưng Yên do Sở Y tế tỉnh Hưng Yên cấp. Xin trân trọng giới thiệu thầy Trương Vĩnh Toàn, nhà nghiên cứu thiền dưỡng sinh chữa lành bằng phương pháp tự nhiên. Xin được trân trọng giới thiệu thầy Bùi Văn Luận, lương y chuyên ngành y sĩ học cổ truyền ở Hà Nội, và đặc biệt là thầy Nguyễn Anh Tuấn. Thầy Nguyễn Anh Tuấn sẽ có đôi lời phát biểu cùng với quý bệnh nhân. Xin mời thầy được cho ý kiến ạ. Xin chào toàn thể các cô chú và các chị trẻ em. Tôi là một người thầy khí công võ thuật về bên đặc công ạ, chuyên về hơi thở, chữa ở ngoài Hà Nội ạ. Rất nhiều các bệnh nhân bị ung thư phổi ạ. Đấy, giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3 đã khỏe mạnh đó, thì sau đó thì là có rất là nhiều người giới thiệu tôi đến đây và tham quan, và tất cả các bệnh nhân của tôi đã khỏe rồi và muốn tôi đến đây để tham quan tất cả mọi cái hành trình ở trong này, và mong về sau này vào đây và đóng góp những cái quỹ để xây dựng ở trong này lớn hơn và giúp đỡ được nhiều người khỏe mạnh hơn ạ. Đó, và những cái phương pháp đó là toàn bằng hơi thở.
Đấy. Cái lá phổi của chúng ta là gì? Là cứ hít vào thật sâu và thở được thì là tự nhiên đẩy hết tất cả các ổ dịch trong phổi ra và phải phơi nắng. Đó là những cái cơ bản đơn giản, và uống nước kiềm ở đây cũng thế đấy ạ. Thế mong vào đây thì là thầy Thanh, rất là mong thầy Thanh giúp đỡ và chia sẻ để làm sao giúp đỡ thật nhiều người cô dì chú bác làm sao khỏe mạnh như thế đấy ạ. Chú có sức khỏe là có tất cả, đúng không ạ cô chú? Đúng không ạ? Cô xin cô chú một tràng vỗ tay nào. Mời các cô chú bỏ cái khẩu trang xuống một chút nào. Rồi mời các cô chú hít vào một hơi thật sâu, hít là cùng làm nào, hít lần thứ ba nào, hít cả mắt nữa nào để cho nó dữ tợn hơn, là phần gan nó sẽ tốt hơn nào, hít nào, đằng này nào cô chú, hít đây. Thế là cái tinh thần một chút tôi đã thấy khác rồi, đúng không ạ? Và nhiều lần chia sẻ theo 5 tháng các cô chú sẽ khỏe và trở lại làm việc như bình thường đó, và kèm theo cách của thầy Thanh và tất cả các cái thầy ở đây đó. Thì trước mắt rất là mong cô chú và các em luôn luôn khỏe mạnh, và rất là mong thầy Thanh cùng với cả đội ngũ làm sao phát huy rộng lớn và cứu được giúp nhiều người trên trong nước và ngoài nước. Dạ, xin được cảm ơn thầy. Xin cả nhà một tràng vỗ tay ạ. Cảm ơn tất cả mọi người ạ. Dạ, xin được cảm ơn thầy Tuấn rất nhiều ạ. Xin được đại diện cho quý thầy thuốc ở đây cũng như là các thành viên trong phòng khám xin gửi lời cảm ơn sâu sắc, chân thành tới đoàn, quý đại biểu cũng như là quý thầy thuốc, quý lương y. Mình đã xa xôi từ Hà Nội, mình đã cất công mình tới đây vượt qua rất là nhiều chặng đường để tới được phòng khám này, thì đó, điều đó là điều rất là đáng trân quý, mà con không biết làm sao để mà bày tỏ được cái tấm lòng mà quý thầy đã dành cho phòng khám này và dành cho bệnh nhân. Thì con cũng xin đại diện cho quý thầy thuốc, quý lương y cũng như là quý bệnh nhân trao cái bó hoa kỷ niệm cho quý thầy như một lời tri ân của chúng con dành cho quý thầy ạ. Xin mời thầy đại diện để nhận phần quà này ạ. Dạ, xin mời thầy Tuấn nhận ạ. Dạ, con xin mời thầy. Cảm ơn thầy. Cảm ơn. Cảm ơn. Con xin được cảm ơn quý thầy. Cảm ơn. Dạ. Rồi, cảm ơn thầy. Qua đó thầy Thanh cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới anh Phạm Xuân Dũng là trưởng ban truyền thông kiêm thị nguyện, là người là nhịp cầu nối để cho quý thầy thuốc ở đây biết được phòng khám của chúng ta và đến đây cộng tác chung tay góp sức để đưa phương pháp hỗ trợ điều trị bệnh ung thư được nâng cao hơn nữa. Đó là một cái niềm vinh dự rất lớn. Thầy Thanh cũng xin được cảm ơn anh Phạm Xuân Dũng, trưởng ban truyền thông đã giúp đỡ tận tình cho quý thầy thuốc trong suốt chuyến đi vừa qua. Thầy đã đưa đón quý thầy thuốc và đón tiếp từ Hà Nội vào và dẫn dắt quý thầy tới tận đây để đưa quý thầy có một cái chuyến đi rất là thuận lợi. Đó, xin được chân thành biết ơn anh Phạm Xuân Dũng rất là nhiều. Bây giờ con có một cái ý này, trước khi chúng con mời quý thầy đi tham quan cái khu vực phòng khám, thì con mời thầy Tuấn sẽ chia sẻ phương pháp hít thở, một vài động tác để cho quý bệnh nhân ở đây được áp dụng ạ. Con xin mời thầy. Dạ. Dạ. Rồi. Rồi, mời các cô, các chú đứng lên ạ. Mời các bạn ra đây. Dạ. Bỏ khẩu trang ra. Đi chân đất tiếp âm. Đúng rồi. Nào, các cô chú lên gần đây với con cho nó thân thiện ạ. Nào, các cô các chú gần vào đây. Gần vào đây. Lên đây. Rồi.
mời sư cô, mời sư thầy đây. Đây 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 đây. Mời cô, mời cô lên đây với con sẽ điều chỉnh cho cô. Cô khỏe đi. Đó. Rồi. Mời cả nhà chúng ta đả thông 12 đường kinh mạch vào tim và phổi ạ. Mời cả nhà giơ cái tay. Lắc cái tay, hơi trùng đầu gối. Lắc một chút thôi để cho nó lưu thông. 12 đường kinh mạch dẫn vào tim phổi, tất cả mọi cái phải thông. Đúng rồi. Tiếp tục lắc mạnh nào cô ơi. Các thầy ơi, nhắc các cô chú đi nhắc các cô chú lắc mạnh tay nào. Lắc mạnh cái tay nào, lắc mạnh cái tay. Giữ nguyên không nhúc nhích, đứng như một pho tượng nào. Cả nhà mọi người cảm nhận được cái gan bàn tay nó hơi tê một chút là nó hơi lưu thông. Và bây giờ tiếp tục lắc tay, trùng khỉu tay một cái thầy ơi. Lắc đứng dậm chân ạ. Đó, tiếp tục lắc. Lắc càng nhanh càng tốt. Nào bạn ơi, lắc hai thầy ơi đi chỉ đạo nhắc mọi người lắc mạnh. Lắc mạnh nữa là thầy. Lắc mạnh nữa là thầy trùng khỉu tay. Lắc mạnh nữa là thả lỏng ra. Đúng rồi. Xít tốt, giữ nguyên nào, cảm nhận ra bàn tay đầu tê. Thả lỏng cổ tay, thả lỏng. Thầy thả lỏng. Đó. Đấy, tiếp tục lắc vào. Trước mắt nó phải đả thông, đúng rồi đấy ạ. Chết. Rồi, mời cả nhà giữ nguyên. Có thấy tê không thầy? Dạ tê. Dạ. Mời mọi người giơ cái tay. Tiếp tục vào. Lưng cơ hành lên nào, đưa khí ở phần phổi lên, chụp đầu ghế, lắc cái tay. Tuyệt vời lắm thầy ạ. Dạ, đúng rồi thầy. Đi. Dạ, cảm ơn thầy. Rất là hiệu quả. Chắc chắn, lắc nữa đi. Nó phải thông đã rồi mới làm gì thì làm. Dạ. Lắc nữa đi cô, đúng rồi. Em hạt. Lắc vào, bọn tay nào. Lắc bọn cái tay nào. Lắc bọn cái tay. Giữ nguyên không nhúc nhích. Cảm nhận được các bàn tay nó tê thì lúc đấy nó mới lưu thông lên phổi. Tê không thấy? Dạ tê. Mời mọi người tiếp tục lắc càng mạnh càng tốt. Lắc mạnh cái tay là lắc mạnh cái tay. Lắc mạnh cái tay rồi thì lắc lên. Đồng chí cứ lắc lên. Bỏ đây luôn. Mời cô. Lắc mạnh cái tay. Lắc mạnh cái tay. Lắc mạnh cái tay. Mời mọi người giữ nguyên. Từ dẹp. Rồi mời mọi người từ từ hạ tay xuống. Đưa tay ra đằng sau cúi người. Tả theo nguyệt giáp tích để đằng sau. Ngừng đầu với cô. Tiếp tục lắc cái tay. Đúng rồi. Đấy phải như thế. Đúng rồi. Đấy chuẩn rồi chú. Ok lắc mạnh nào cho linh thông. Cúi người. Mạnh cái tay, cúi người. Lắc mạnh đi. Giữ nguyên. Có thấy tay tê không? Tiếp tục lắc. Mạnh lên. Đấy, chữa bệnh nó phải vui như thế này. Phải khấn khởi như thế này. Tiếp tục giữ nguyên. Rồi, mời mọi người thả lỏng đứng thẳng. Được chưa ạ? Người hướng lòng bàn tay lên đằng trước. Thả lỏng, đúng rồi. Cô đứng lên một bước. Đó, thả lỏng các bàn tay. Thả lỏng 10 đầu ngón tay, thả lỏng khỉu tay. Đó, đẩy phần ngực tiếp tục cho khí đó từ âm khí từ dưới. Bám chặt 10 đầu ngón chân dùng dưới đất. Và tiếp tục lắc. Bám chặt 10 đầu ngón chân. Đó. Thầy Thanh sẽ thấy đây là những cái khởi động cơ bản. Yeah. Còn đúng thì nó tuyệt vời lắm. Rất là hay. Ok. Yes. Lắc. Rồi mời mọi người giữ nguyên. Mọi người thấy tê tay không? Hô to lên. Có.
Đúng rồi. Tiếp tục ra cái tay là ra cái tay. Cho vào phần lá lách để cho nó khỏe là lưu thông nào. Lắc cái tay là lắc cái tay. Đơn giản. Nào mạnh lên chú ơi. Đúng rồi. Máu lên nào. Máu là phải nhắc đến máu là bên lưu thông chứ. Tiếp tục. Tuyệt vời lắm. Đây là chỉ khởi động thôi. Còn gà một tiếng. Khỏe ngay hay quá rồi. Lắc mạnh nào cô chú ơi. Có sức khỏe là có tất cả đúng không? Có đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Không sức khỏe là không có gì đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi mời mọi người hạ tay xuống. Mọi người thấy tê chân nó tê không? Chân bám xuống đất, tay cũng tê. Mọi người chỉ nghe thôi. Và bây giờ chúng ta làm một động tác khác nữa là gì? Cho nó tốt, tiếp tục đả thông ở hai phần phổi và lá lách. Đó, tất cả phần phổi lá lách phải có cái dương khí vào đưa vào thông. Tốt, 12 đường kinh mạch âm dương này đã đưa vào phần phổi rồi. Bây giờ chúng ta đả thông phần phổi. Mọi người cùng nhìn nhá. Mọi người cùng nhìn đã rồi làm sao ạ? Rất đơn giản thôi ạ. Mọi người nhìn nhá. Ngửi đầu ở hít lại. Thở lại, ấy. Hít. Đó. Rồi mời mọi người giơ tay xuống, hạ tay xuống nào. Hạ tay. Chúng ta chỉ sử dụng bằng mũi thôi, bơm thẳng oxy tươi vào phần động mạch chủ, phần tim và phần phổi, không thở bằng mồm mà chỉ bằng mũi thôi. Mời cả nhà chúng ta tập bằng mũi trước nào. Hít. Thở ấy. Hít. Thở. Hít. 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 Hít bà ơi, hít. Hít chỉ mũi. Hít chỉ mũi. Hít chỉ mũi. Rồi, cảm ơn cả nhà. Mời cả nhà nhìn lại thầy làm một lần nhá. Mọi người nhìn hơi thở của thầy đây. Có hơi thở thì mới sống được. Mọi người nhìn lại, thầy không thở bằng mồm đâu. Hít này. Lấy nó phải bệnh như thế thì phần phổi nó mới bung tất cả các khí độc ở trong phổi ra. Chúng ta cùng làm nhá. Hít. Ây. Hít. Ây. Hít. Ây. Hít. 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 Rồi, cảm ơn mọi người. Bây giờ chúng ta tập cả phổi lẫn tim. Chúng ta giơ tay lên và hạ tay xuống. Hít. Thở. Hít. Thở. Hít. Ngậm bồn. Thầy ngậm bồn. Mạnh. Giữ nguyên đầu. Ngửa đầu lên trên. Hít. 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 Rồi, cảm ơn cả nhà. Bây giờ chúng ta dẹp ghế sang một bên, mời cả nhà ngồi xuống cho đỡ mỏi chân. Dạ. Xin mời quý bệnh nhân chúng ta về ghế ra một bên. Đây, ngồi. Được không ạ? Hay. Dạ. Ngồi trên ghế hay là ngồi dưới đất? Ngồi dưới đất, ngồi dưới đất. Rồi, mình ngồi dưới đất nha. Ngồi dưới đất, dẹp ngồi ghế dưới đất. Một bên đi, mình ngồi dưới đất. Đó. Mình ngồi dưới cái nền giặt bông. Mời mọi người ngồi xuống đất. Bỏ lón mũi ra một bên. Em ơi, em. Bạn ơi. Bạn lên đây. Bạn lên đây. Ơi, ơi. Dạ. À, xin mời mình dẹp những cái ghế này nè, mình dọn qua một bên đi. Ở phía sau á, mình dọn mấy cái ghế. Các bạn ơi, dẹp hộ cái ghế ra một bên. Dạ. Về dẹp những cái ghế này để cho mình có cái không gian trống á, mình ngồi cho thoải mái. Lên đây với con, lên đây với con. Cô lên đây với con. Chỉ trong vòng 15 phút thôi các cô các chú sẽ là thấy phổi rất là, chúng ta ngồi so le nhau ra, một người cao một người thấp, một người cao một người thấp. Chú ngồi cao, đúng rồi, cô lên cao.
Dắt. Rồi. Cả nhà ở dưới đây ngồi xung quanh lên đây. Em áo trắng ngồi lên đây, nhanh lên, nhanh lên, chạy nhanh lên. Vòng vòng tròn, vòng tròn. Vòng tròn, vòng tròn. Em điều chỉnh cho mọi người ngồi vòng tròn đây đi. Ôi ra dẫn tay cho mọi người. Mọi người ngồi vòng tròn đây đây ạ. Rồi, mời cả nhà chúng ta bắt đầu. Đặt găng bàn tay, áp dừng người. Chú đầu. Nhấc cái vai, hít. Thở. Hít. Thở. Hít. Thở. Nặng bụi. Thở. Hít. 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 Các bạn đi nhanh hộ, hộ mọi người hộ tôi. Hít. 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 Tắt bóng vào, ơi. Mạnh lên chú ơi. Rồi giơ tay. Hít thật sâu. Nín thở. Nín thở nha. Giơ tay lên bạn ơi. Giơ một tay đi. Rồi từ từ chưa hà bắt đầu. Há to mồm hà. Rồi tiếp tục lặp lại. Ngập môi nha, thở bằng mũi thôi nào. Nhấc cái vai. Ai nhấc được một vai thì nhấc nhẹ em nha. Ok. Nhấc. Hey. Vũ cái vai luôn. Máu lên nào. Hít ra tập trung. Hai bạn chia ra ra mỗi người đứng một cái anh. Rồi từ từ chữ hà bắt đầu. Tốt chưa? Bây giờ chắp tay phải. Rồi. Một cái bên phải. Một cái bên trái. Vòng. Đặt tay vào lách. Để lưu thông này lại làm ra cho làm pha mát cái tuyến hạch ở lách. Khi bị lạnh ấy. Lách nó hay bị lạnh ấy. Thì lách nó hay lên hạch. Vỗ vào lách. Vỗ. Tiếp. 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 Hít, 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 hít. Rồi, hít vào tập sâu. Ngửa ra bàn tay đặt ở đầu gối. Ngậm môi, không liên quan. Ngậm môi luôn, chỉ thở bằng mũi thôi. Hít vào tập sâu. Nín thở, thả lỏng hai vai. Thấy mặt tê, tay tê. Yeah. Rồi, vuốt cái tóc. Thở. Rồi mời mọi người tiếp tục. Hít vào tập sau. Ê. 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 Máu đi không. Ê. 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 Hít vào tập sau. Nín thở. Cảm thấy ngực của mọi người cả nhà cơ thì chú bác nóng lên. Rồi từ từ hà ra nào. Hà hà to miệng. Rồi tiếp tục dang cái tay ra hai bên. Tiếp tục hai phần phổi. Tiếp tục hít vào tập sau. Hey, 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 thả lòng cổ tay. Khuôn mặt nhìn thẳng lên thầy nha. Mắt nhìn thẳng thầy nha. Nín thở nha. Không thở ra nha. Rồi bây giờ hà. Có sức khỏe là có tất cả. Mời mọi người làm lại. Không sức khỏe là không có gì. Làm máu lên nào. Ê. 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 Bạn nào. Ê. 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 Hey, 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 hey. Rồi, ra cái tay hít vào tập sâu. Nín thở. Cảm nhận được 10 đầu ngón tay găng bàn tay của mọi người tê lên thì lúc đấy mọi người phổi mới ấm được, mới tốt được. Tê lưu thông theo từng ngày. Thả lỏng khuỷu tay. Rồi, ha.
Rồi, mời mọi người ngửa ra bàn tay. Thẳng lên thì hướng mắt về thầy đây ạ. Hướng mắt về thầy mới là thầy Thanh. Các bạn thấy phần phổi của mình nữa, nó hồi hộp, thấy cảm thấy ổn không? Cảm thấy ổn không? Dạ. Cảm thấy ổn không? Dạ. Tuyệt vời. Đúng rồi. Dạ. Dạ. Nước thầy. Thầy Thanh cảm thấy sao? Dạ. Mới cái khởi động rồi. Rang lên trong phổi, cảm giác đẩy ra những cái hơi ra nó rất mạnh. Rồi, bây giờ mời cô dì chú bác tiếp tục ạ. Cái này đơn giản hơn. Nó nằm ở ức ngực ở luân xa số 4 này. Được chưa? Đấy, giơ tay này. Thở ơi. Ây. Hít. Ây. 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 Mạnh mạnh. Đập cái bụng của bạn đây, đưa tay. Bật, bật đấy, dựng lên. Hít. Ây. 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 Mạnh lên. Ây. 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 Hít vào tập sau. Nhìn đỡ nha. Quất đọc chữ A. Máu lên nào. Hít vào tập sau. Anh nào ra đều ngủ. Máu lên. Ây. 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 Mạnh lên cô. Ây. Ây. Tốt. Ây. 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 Mạnh. Ây. 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 Nhìn đây. Nhìn đây. Ây. 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 Ây, đi về tập sau. Đi đỡ. Vuốt đất. Há to miệng hả. Lấp lại. Đi về tập sau. Mạnh lên nào. Ây, ây. Mạnh nữa, mạnh nữa. Ây, mạnh nữa, máu lên nào, máu lên đâu. Hít vào tập sau. Hít vào. Nín thở. Mọi người cảm thấy đầu nó tê nhá. Rồi từ từ hà ra. À. Mời mọi người rửa ra bàn tay. Khuôn mặt đêm luôn mỉm cười. Cười đi. Nào. Rồi rồi. Bây giờ mời mọi người hít vào một sau. Ôi tập sau. Vung tay. Cười thật tươi mới hết mạnh chứ. Chưa cười. Hít vào một hơi thật sâu. Hít vào một hơi thật sâu. Rồi. Xin chia sẻ với mọi người đây đấy ạ. Dạ. 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 Đấy là phần khởi động, phần chữa bệnh thì nó ra hiệu quả. Dạ. Rất là cảm ơn quý thầy đã đến đây để hướng dẫn cho bệnh nhân. Phải vui nữa. Dạ. Dạ. Xin chào mọi người. Dạ. Trời ơi, thể lực quá cảm ơn thầy. Phòng khám rất là vui mừng hân hoan khi quý thầy đã đến đây chia sẻ những cái bài học rất là bổ ích. Dạ. Dạ. Bây giờ thầy xin mời đại diện cho quý bệnh nhân phát biểu cái cảm nghĩ của mình sau khi tập xong ạ. Kính thưa các thầy, kính thưa các quý bệnh nhân. Tôi là Nguyễn Văn Thiệu, bệnh nhân bị phổi mà thở vào hít ra rất ho. Mà bây giờ thầy tập được mà cảm thấy thở vào hít ra rất thoải mái ạ. Yeah. Xin các quý bệnh nhân cố gắng theo thầy pháp đồ của thầy ạ. Vâng, yeah. Xin cảm ơn. Dạ, yeah, xin được cảm ơn bác rất nhiều. Dạ. Để tập cho bệnh nhân ngoài thuốc tập nghe là hy vọng là chú khi con sẽ không được chú 12 mạnh trở về với gia đình 12 dây thần kinh mà thông được tất cả gan phổi thận là điều chỉnh được kết hợp con là người ngoài Bắc đó đây mong thầy Thanh chia sẻ. Bên thầy là Nguyễn Anh Tuấn ạ. Nguyễn Anh Tuấn Tuấn Master. Mời mọi người vào Facebook của thầy đó. Dạ, con mời cô phát biểu. Dạ, các thầy ở Hà Nội vô là chúng tôi rất là mừng là có một buổi tập thể dục là hơi bị là sảng khoái tinh thần, vui tươi, sức khỏe, dồi dào. Tôi xin
thầy Đăng. Con là thầy Tuấn ạ. Thầy Tuấn đó là cho bệnh nhân tôi được một cái phong trào đó là có tinh thần và nhiều cái sức khỏe. Cảm ơn thầy Tuấn à. Thầy Tuấn. Còn thầy Đăng làm sao phải nhớ hết những cái mà tập như vậy thì thầy Thanh làm sao lưu vô trong máy để cho chúng tôi được còn ngày còn tiến bộ hơn, còn ngày còn có sức khỏe nhiều. Chúng tôi mau hết bệnh, tôi nhờ thầy và nhờ tất cả bác sĩ cùng với bệnh nhân trong chúng tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn. Cảm ơn cô rất nhiều. Báo cùng với quý bệnh nhân là đây là thầy Tuấn, và thầy Tuấn là dạy cho mình về cái khí công, cũng như là sắp tới đây thầy Tuấn sẽ có nhiều buổi hơn nữa để hướng dẫn cho bệnh nhân, cũng như là sẽ kết hợp với phòng khám mình để làm sao lo cho cái phần tập hít thở cho mình cho nó đúng cách và hợp với khoa học, hợp với phác đồ điều trị của mình. Đó là điều mà quý thầy thuốc ở đây rất là mong mỏi, và mong thầy Tuấn sẽ đón nhận điều đó. Để cho mình xin phép. Ok, qua đây thì cũng giới thiệu rất với cả tất cả các cô dì chú bác với cả thầy Thanh. Đấy, tất cả mọi cái là con dùng thuật để chữa cho các bà, các cô dì chú bác ở đây ạ. Con dùng thuật thôi miên đấy ạ. Đó, thế nên con sẽ làm cho mọi người khỏe và cười. Rồi, xin chào. Dạ, cảm ơn thầy Tuấn và đầu của mình rất nhiều. Xin mời thầy có đôi lời phát biểu không ạ? Rồi, con cảm ơn tất cả mọi người đã cho con cơ hội. Hy vọng trung tâm có thể lần sau mời các thầy thuốc như bọn con và đến đây nhiều hơn, giúp đỡ cho các cô, các chú khỏe mạnh đi về nhà làm ra được nhiều tiền hơn. Phòng khám của quý thầy thuốc ở đây là những học trò của cha Phêrô Nguyễn Văn Tường, rất là vui mừng hân hoan khi mà ngày hôm nay có quý thầy đến đây để chung tay góp sức của mình trong cái vấn đề góc độ chuyên môn giúp cho bệnh nhân. Thì ngày trước á, cha cũng có dạy là 4T, bao gồm là tâm, thực, thể và thảo. Thì lúc nào mình cũng phải có thể là thể dục, có nghĩa là mình phải hít thở cái không khí trong lành vào trong phổi mình và đẩy những cái độc tố ra bên ngoài. Đó là một cái bài tập mà rất là hiệu quả mà quý bệnh nhân ở đây sẽ có thể áp dụng được. Thì kênh truyền thông anh Thành Võ sẽ đăng những cái video clip đó lên để mình có thể mình cùng tập cùng với thầy Tuấn. Và sau đó là trong những buổi làm việc kế tiếp thì thầy Tuấn, con cũng mời quý thầy sẽ có nhiều cái buổi làm việc ở đây. Con sẽ tiếp đón đoàn của mình, cũng như là muốn gửi gắm tất cả quý bệnh nhân ở đây dành cho quý thầy, để quý thầy cùng với chúng con để tiếp tục chăm lo cho sức khỏe của quý bệnh nhân mỗi ngày mỗi tốt hơn. Rồi, xin chân thành cảm ơn. Hẹn gặp lại cả nhà hôm ngày gần nhất. Bệnh nhân và đối với những người mà khỏe mạnh nữa, thì sau khi con tập xong, con cảm thấy rất là khỏe trong người và mồ hôi nó ra rất nhiều, và cảm thấy cái đầu nó bừng lên mà nó tỉnh táo nữa. Tuyệt vời. Rất là tuyệt vời. Đó, đây là những cái phần khởi động của khí công. Còn tập khí công để mà chữa thì còn rất nhiều cái rất là vi diệu. Tại vì làm sao ở ngoài đó tôi cũng cứu giúp rất nhiều người. Xác thực. Bây giờ mọi người vẫn sống khỏe mạnh và quay lại công ty, điều chỉnh công ty. Đó. Không có sai, và nhân chứng sống rất là nhiều. Con mong làm sao cho quý thầy sẽ quan tâm tới phòng khám của mọi người ở đây. Rồi, thì về sau này hy vọng thầy Thanh đó, và kèm theo những thầy nào quan trọng nữa, có một lời mời thì chắc là chúng tôi, tất cả bốn anh em, năm anh em của tôi sẽ vào hỗ trợ. Và còn kêu gọi nữa thì đôi khi có nhiều cái không dám nói trước được, nhưng mà đôi khi còn hỗ trợ nhiều cái nó tốt hơn và quan trang hơn. Con cảm ơn quý thầy rất nhiều. Ok, được. Nhưng mà dù sao dù cũng phải cần có lời mời. Nhất định là thầy. Nhất định là tụi con sẽ rất là mời và mong muốn mời quý thầy.
Ok, thế thì dạ. Bây giờ con mời mọi người tham quan cái phòng khám của mình. Dạ. Gửi xe ở trong đây. Đó, để xe vào cái hàng lối ngay ngắn. Rồi vào đây gặp bác bảo vệ sẽ tiếp đón niềm nở mình, rồi đưa vô phòng trong để nhận bệnh. Thì ở đây nè, cái rổ này nè, là cái rổ này là có nhiều màu. Đó, đó, mỗi một màu này là sẽ quy định cho bệnh nhân đó khám ở thầy nào. Ví dụ như thầy Quý sẽ có màu xanh lá cây và màu xanh dương, đây là bệnh nhân của thầy Quý. Đó, còn đây là bệnh nhân của thầy Tiến. Cái màu xanh này nè là những bệnh nhân nhóm có khối u bên ngoài, ví dụ như khối u vú, khối u hạch cổ, tuyến giáp, hoặc là khối u ở vùng đầu mặt cổ phần não, đó là bên ngoài. Còn màu vàng là những bệnh lý ung thư vào bên trong, ví dụ như ung thư gan, ung thư hệ thống tiêu hóa, ung thư phổi. Còn hai màu này là hai màu ưu tiên đó. Có nghĩa là bệnh nhân theo thứ tự thì sẽ theo số chờ đợi theo bệnh lý. Dạ, theo bệnh lý. Còn cái này là được thẻ ưu tiên, do là được khám liền, không phải ngồi chờ. Thì tất cả những cái thẻ này nè, sẽ cho mình biết là bao nhiêu bệnh nhân đã có mặt ở đây phòng khám hiện tại. Đó là bác bảo vệ sẽ quản lý hết số này. Và mỗi bệnh nhân á, theo thứ tự, ví dụ như thẻ này sẽ cấp cho một cái phiếu khám bệnh này. Đó là sẽ đi vào phòng khám bên trong. Đó, bây giờ mình sẽ đi vô trong nha. Ở đây tụi con có mở, có kết hợp với nhóm thiện nguyện Ước Mơ Xanh sẽ mở phòng cắt tóc miễn phí cho bệnh nhân. Thì cái phòng cắt tóc này sẽ được hoạt động mỗi một buổi sáng, nguyên ngày, ngày thứ hai là sẽ hoạt động cắt tóc miễn phí cho bệnh nhân và người nuôi. Đó là chương trình ở đây là vậy. Ở đây tụi con có xe lăn, khi mà bệnh nhân yếu á, họ sẽ lấy xe lăn này đẩy bệnh nhân vô bên trong. Dạ. Đây con xin mời mọi người vào trong. Đây là phòng tiếp nhận hồ sơ. Khi bệnh nhân mới vào đây sẽ làm đơn xin khám chữa bệnh ở đây thì sẽ đăng ký. Còn những bệnh nhân cũ sẽ nộp theo màu đây nè. Mỗi bệnh nhân sẽ có một cái phiếu theo dõi. Cái phiếu theo dõi giống vậy. Đó, con mượn của ông nha. Đây, mỗi ngày bệnh nhân sẽ ghi chép cái thông tin cơ bản của người đó. Ví dụ như ăn cháo nè, ăn phụ là những cái loại rau xanh á, trái cây, rau củ quả, uống thảo dược, uống thuốc tây gì đó, tại vì bác sĩ chỉ định những loại thuốc mình đang uống, rồi những cái triệu chứng trong người, ngủ, rồi đại tiện, tiểu tiện, rồi trong người có triệu chứng như thế nào, thì bệnh nhân sẽ ghi chép trong một ngày, và trước khi vào đây là phải hoàn thành cái ngày hôm đó. Đó. Dạ, con gửi không? Rồi bệnh nhân sẽ được nhận cái phiếu theo dõi. Đó, phiếu theo dõi này. Và sẽ đi vào phòng của quý thầy. Ví dụ như có hai thầy khám chính là thầy Tiến và thầy Quý. Bên đây là thầy Quý. Đó. Có thể giới thiệu qua thầy. Dạ, đây, thầy Quý đây. Hôm nay mình được chụp ảnh rồi. Dạ. Đây là thầy Quý, thầy Nguyễn Thanh Quý. Dạ, thầy Quý sẽ chịu trách nhiệm khám những bệnh nhân ở đây cùng với thầy Tiến, là hai thầy về khám chính ở đây. Dạ, rồi bệnh nhân sẽ theo thứ tự lần lượt của mình vào. Ví dụ như cái thẻ màu xanh là thẻ thường, bệnh nhân có thể ngồi chờ lâu hơn. Còn cái thẻ này là thẻ ưu tiên, là bệnh nhân vào là được khám liền. Đó là hai thẻ của hai thầy. Đó là cái quy trình khám bệnh ở đây là như thế. Còn bên phòng bên kia là của thầy Tiến, con xin mời qua bên phòng bên kia. Dạ, con mời mấy thầy qua đây. Đây là phòng của thầy Võ Duy Tiến. Đây là thầy Võ Duy Tiến sẽ hướng dẫn cho bệnh nhân về cái phương pháp ăn uống, mỗi ngày ăn như thế nào, tùy vào mỗi bệnh nhân sẽ chỉ định cụ thể, và cái loại thảo dược mà bệnh nhân sẽ được uống. Thầy sẽ kiểm tra sức khỏe, điền thông tin và ra cái phiếu theo dõi, ra cái phiếu chỉ định cho bệnh nhân đó ngày hôm đó phải uống thuốc gì, uống loại thảo dược gì, ăn như thế nào. Và đây là trợ lý của thầy Võ Duy Tiến. Đó, là một phòng như vậy sẽ có hai thầy. Rồi con xin mời. Sau khi thầy Võ Duy Tiến và thầy Quý kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân xong, những bệnh nhân nào cần phải được chăm cứu, so bóp bấm huyệt thì sẽ đi vào phòng của thầy Mai. Đây,
chào thầy. Đây là thầy Mai. Chào bác. Dạ, thầy Mai sẽ chịu trách nhiệm ở phòng này để giúp cho bệnh nhân về vấn đề chăm cứu và chạy điện và xông đèn, phương pháp xoa bóp bấm huyệt. Đó là đây là phòng của thầy Mai, là giúp cho bệnh nhân giảm bớt những cái triệu chứng, những cơn đau nhức, những cái khó chịu trong người. Dạ. Đó là phòng của thầy Mai, hai bên. Thầy Mai có hai phòng, phòng này với phòng này. Rồi bây giờ còn một phòng nữa là phòng của anh Keo, là phòng đó là phòng đắp thuốc. Thì đây cái phòng kỷ niệm của cha Tường, là ngày xưa cha Tường ở đây. Nhưng mà tụi con sau khi cha mất xong, tụi con vẫn để cái phòng này là phòng kỷ niệm, là để tưởng nhớ đến cha. Cho nên là cái phòng này là có cái hình của cha. Đây là hình của một bệnh, do một bệnh nhân vẽ nha. Đây, cái tranh, bức tranh này là do một bệnh nhân vẽ để thể hiện cái lòng biết ơn đến cha Tường. Dạ. Đó, đây là hình ảnh của cha. Ở trong đây là phòng kỷ niệm, và mấy thầy thuốc có thể trao đổi giao lưu với nhau trong phòng này. Con xin mời qua bên phòng của anh Keo, là phòng đắp thuốc. Đây là cái phòng mà mọi người quan tâm nhiều nhất. Dạ. Dạ, con xin mời vào đây. Chào bác. Dạ. Dạ. Dạ, phòng này phòng bó. Rồi quay lưng lại, quay lưng. Đây, đây là bệnh nhân khi mà có những cái triệu chứng trong người là đau nhức, nhưng mà bên cạnh đó vẫn có những cái khối u, và những cái khối u đó nằm ở những cái vị trí này thì sẽ được đắp, đắp cái loại thuốc bằng cây thảo dược. Đây, tụi con có sử dụng những loại thảo dược. Dạ. Ở đây tụi con sử dụng những cái loại thảo dược để đắp cho bệnh nhân, nhằm mục đích là sẽ giảm nhiệt độ của cái khối u đó xuống. Tại thông thường á, ở những cái vị trí có khối u là cái mật độ tế bào ung thư ở đó nó nhiều hơn so với những mật độ khối u nhỏ, thì cái vị trí đó đó nó sẽ nóng hơn so với những vị trí khác trên cơ thể, là khoảng từ 1 cho tới 2 độ C. Và cái tình trạng viêm cũng thường xảy ra ở những chỗ đó, đặc biệt là những bệnh nhân có cái vết thương hở á, lở lét á, thì sẽ rất là dễ nhiễm trùng và hay thường xuyên chảy dịch. Cho nên là cái phương pháp đắp thuốc là mục đích đó, giúp cho cái khối u đó giảm được cái nhiệt độ xuống, chống lại tình trạng viêm. Bởi vì trong những cái loại thảo dược nó có những cái dược tính mà giúp cho cái tình trạng viêm nó khống chế, nhưng mà cũng phải cân nhắc. Dạ. Dạ, cái dược tính là kháng viêm, kháng sưng, là đó là những dược tính chính của nó. Và những nó có tính kiềm và chất chống oxy hóa của các loại thảo dược mà tụi con sử dụng, là những cái loại thảo dược nó không có gây kích thích đối với da. Ví dụ như một số loại mà gây kích thích da, là trong quá trình nghiên cứu của cha Phê-rô Nguyễn Văn Tường đã loại bỏ những cái thảo dược đó rồi. Ví dụ như cái bạch hoa xà, mà nếu như mình đắp quá liều hoặc là nó sẽ xem dẫn đến tình trạng bỏng da. Cho nên trước khi tiến hành áp dụng đắp cho bệnh nhân là đã qua cái sự nghiên cứu tỉ mỉ từng loại thuốc nào phù hợp để đắp, loại nào không phù hợp. Bởi vì nếu như mà mình chỉ cần sơ xuất thôi, mình đắp cái loại thảo dược đó lên mà cái loại thảo dược đó nó không phù hợp cho vấn đề đắp, thì nó sẽ xảy ra rọp và sùi cái dịch nó lên, nó sẽ làm hỏng da và nó làm tổn thương cái lớp da đó. Cho nên là cha Tường đã loại bỏ những cái thành phần đó rồi, chỉ sử dụng những cái thành phần nào phù hợp thôi. Thì chút xíu nữa con sẽ hướng dẫn cái phương pháp mà mình trộn những cái loại thảo dược đó lại với nhau theo đúng tỷ lệ, đúng công thức, để cho quý thầy nắm được cái đó và chia sẻ với quý thầy là như vậy đó. Cảm ơn. Dạ, xin mời anh Keo tiếp tục công việc của mình ạ. Dạ, chào mấy cô nha. Dạ. Chào thầy chút xíu nha. Chào thầy chút. Làm sao thầy? Bây giờ con mời mọi người qua bên phòng nước. Ở đây á, tụi con cung cấp cho bệnh nhân là nguồn nước kiềm. Nước kiềm sản xuất qua máy lọc. Thì lát nữa con mời qua bên cái phòng nước. Phòng nước đã được cấp giấy phép hoạt động. Dạ, con mời.
do chỗ này chưa có làm nên hình thử ra mua nó đồng dũng cho nên hơi khó đi nha. Cái này con lên được không? Dạ con xin mời. Đại là đang làm cái đường đi, đang sáng đường đi, nên đây là phòng nước. Đây là phòng thay đồ. À, khi vào làm nước thì nhân viên sẽ thay đồ ở phòng này. Dạ con xin mời. Dạ. Dạ cho con vô con tham quan cái. Dạ ba ba. Dạ xin mời con xin mời vào đây. Dạ. Đây đây xin mời vào đây. Dạ. Đây là lọc nước kiềm. Đây là những cái bồn mà con sử dụng để đựng nước cho bệnh nhân. Và một bình như vậy là 5 lít. Đây là hệ thống lọc nước nha. Ở đây tụi con sử dụng cái mạch nước giếng là khoan một cây nước giếng là dưới 120 mét. Và khi đó là lấy nước lên bồn. Bồn trên đó là bồn trên Sutudo là 5.000 lít. Dạ. Nước kiềm này thì thầy lây cho bệnh nhân uống cái tỷ lệ kiềm bao nhiêu phải? Dạ từ 8.5 đến 9.5. Dạ. Đây khi mà nước tùy theo bệnh nhân không nên là tất cả đều uống cái nồng. Dạ, khi mà tới tất cả bệnh nhân á thì sẽ sử dụng nước kiềm 8.5 đến 9.5. Nhưng mà riêng trường hợp ví dụ như bệnh nhân có sử dụng thuốc tây kèm theo thì tụi con cho bệnh nhân sử dụng nước 7.5. Dạ. Tại vì khi mà mình sử dụng nước kiềm cao á, trong đối với bệnh nhân thư mà sử dụng để nó uống thuốc tây á thì nó dẫn đến hiện tượng là bị kết tủa thuốc. Cho nên là tụi con không cho bệnh nhân sử dụng nước kiềm với việc uống thuốc tây. Mà chỉ cho sử dụng nước tinh khiết, nước có độ pH từ 7.5 là sử dụng cho việc uống thuốc tây. Thuốc tây là theo đơn của bác sĩ gửi về cho dạ. Uống hay là thuốc ở đây kê đơn này? Dạ do bác sĩ kê đơn cho mình. Ví dụ như những bệnh nhân đặt tên tim mạch có vấn đề và bác sĩ phẫu thuật xong đặt tên xong cho uống thuốc chống đông thì những cái loại thuốc đó là do bác sĩ tây y kê đơn, tụi con vẫn để cho bệnh nhân tiếp tục sử dụng. Nhưng mà mình sẽ sử dụng những cái loại thảo dược nào nó phù hợp với bệnh nhân, nó không có hiện tượng kỵ thuốc. Thì tụi con dặn bệnh nhân là mỗi bệnh nhân á, cái nguyên tắc của sử dụng cái thuốc thảo dược và thuốc tây á, là cách nhau 2 tiếng. Khi sử dụng thuốc tây xong, ví dụ như 7 giờ thì tới 9 giờ mới cho bệnh nhân uống thuốc thảo dược. Đây là cái hệ thống lọc nước kiềm, hệ thống xử lý nước ion kiềm. Tôi hỏi cô nữa là khi bệnh nhân đến đây đã được được phòng khám mình cho chữa trị tiếp nhận chữa trị thì ngoài các bệnh lý khác thì vẫn chủ yếu, nhưng mà riêng cái mình nó hỏi là cái thuốc mà đang của tây y của bác sĩ đang cho điều trị ung thư đó thì có dừng không hay là các thuốc kết hợp cùng? Dạ, khi mà bệnh nhân tới đây á là có hai trường hợp, một là bệnh nhân đã xạ trị sau xạ trị, hoặc là bệnh nhân chưa xạ trị, chưa hóa trị, chưa điều trị những cái phương pháp đặc hiệu tụi con nhận. Có nghĩa là không thể đồng thời vừa điều trị phương pháp tây y những cái thuốc đặc hiệu cùng với phương pháp này, vì cơ thể lúc đó là hai phương pháp nó đối nghịch nhau. Dạ. Dạ, cho nên là bệnh nhân chỉ sử dụng một trong hai phương pháp. Rồi, xin cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Dạ. Dạ, rồi xin mời mọi người tham quan tiếp. Dạ. Nó hơi khó đi, mọi người đi nghe cẩn thận nha. Rồi bây giờ con giới thiệu cái phòng kế bên. Dạ, con giới thiệu cái phòng kế bên luôn. Đây. Cho con cái miếng dán đi rồi con vô cái phòng lên đây. Dạ. Đó là cái khu vực toàn bộ ở trong đây là nó khu viên nó vậy là khoảng 1 công công đất. Dạ, nó thể hiện cái chương trình ở trong đây. Còn cái vườn thuốc mà tụi con trồng thuốc để đắp thuốc á thì nằm ở phía sau á, phía sau cái chỗ tham quan luôn. Phía sau. Dạ con mời ra nói đó. Dạ.
Đây là đường ra toilet. Cái này mà mình cả cái này mà dạ hiện tại thì có một quý ân nhân đã cho tụi con mượn cái giường thuốc, không có lấy tiền, mượn một cái giường quan rồi sau đó rồi cho tụi con trồng thuốc trên đó. Dạ. Đúng không? Chân chim, ngủ gia bì gọi là chân chim. Cái này là mẫu thôi. Nó cái này là dĩ dường mẫu thôi. Còn con nhân giống là bắt đầu con mới sinh được cái bác đó là bác cho con trồng không có lấy tiền cho nên nó còn thiếu thốn về cơ sở vật chất nhiều lắm. Dạ. Cái uống của mình như cái này khỉ, con khỉ mới gặp dạ. Bệnh nhân xạ đen với cả cái gì nhỉ, con khỉ xạ đen 500 bệnh nhân thì cho nên là hiện tại tụi con đang lệ thuộc vào cái vấn đề là phải mua thuốc cũng như là gia công thuốc từ bên ngoài, thì con hy vọng sắp tới là tụi con sẽ có điều kiện để mình có thể mình có được cái nguồn dược liệu mà mình có thể trồng tại chỗ để mình cung cấp cho cái số lượng bệnh nhân hiện tại. Dạ. Dạ. Rồi cảm ơn dạ. Rất là nhiều. Dạ, cảm ơn quý thầy. Thầy cho xem cái kinh nghiệm thì lá đắp được không? Dạ được. Dạ để con mời ba vô phòng của con. Dạ. Ở đây có cái lá không mình xem lá đắp được không xem? Lá đắp mà mình sử dụng cái loại này nè thầy. Những loại mà con đang trồng mà con giới thiệu với thầy là những là những loại đó. Okay. Giống như cây ngũ gia bì chân chim vậy bác nhỉ? Dạ, không, nó giống vậy. Dạ, đó là cái vườn thuốc mẫu ở đây. Tụi con cũng đang trồng ở dưới kia thêm nhưng mà cũng mới trồng nay chừng tháng à. Cho nên là nó còn thiếu thốn nhiều thứ, quý thầy. Dạ. Được, thì dạ. Anh em mình về. Hơi khó đi nha thầy. Dạ, con mời thầy. Đây là toilet chung cho bệnh nhân. Có máy giặt ở đây. Khi mà mình theo một ngày á, mình sẽ đem những cái ga gói gì đó để mình giặt. Rồi ngày hôm sau mình lại sử dụng tiếp. Phơi xong á, phơi đây.
Ở đây là cái không gian ở phía trước nè, tụi con dựng bằng tôn. Dạ. Đó là cái quy trình toàn bộ mà tụi con đang áp dụng cho bệnh nhân ở đây. Dạ. Và số lượng xe này là xe của bệnh nhân khi họ tới lui, họ khám bệnh. Còn đây là của nhân viên. Có những trường hợp bệnh nhân họ sẽ phải ra nhà trọ ở, vì trong phòng khám không có chỗ ở cho bệnh nhân. Bệnh nhân phải nghỉ ngơi tại những cái nhà trọ khu vực xung quanh này.